giáo dục hạnh phúc mỹ mãn. Tập 12, một môn thâm nhập. Thân thể tóc tai là do cha mẹ ban cho, không dám hủy hoại chính là sự khởi đầu của hiếu đạo. Thầy, hiếu kinh này ta có thể đọc xuôi đọc ngược được rồi, tại sao thầy giáo vẫn bắt ta đọc, thật là chán chết đi được. Đang chán hả? Chơi với chúng ta đi. Lại là các ngươi, ta sẽ không bị các ngươi lừa nữa đâu. Các ngươi mau đi đi, không thì ta sẽ gọi Nhất Thanh sư phụ tới đó. Nhất Thanh sư phụ, ngươi tưởng rằng bọn ta sợ hắn sao? Không cần phải gọi Nhất Thanh sư phụ, chúng ta sẽ đi thôi. Lâu lắm rồi không gặp Nhất Thanh sư phụ. Đúng rồi, mình đi kiếm Nhất Thanh sư phụ. Nhất Thanh sư phụ. A Di Đà Phật. Hoàng Thí Chủ, là để sao? Nhất Thanh sư phụ, để dạo này buồn chán lắm. Không phải để theo đoàn tiên sinh học tập trí thức của Thánh Hiền sao? Đoàn tiên sinh chỉ cho đệ hiếu kinh thôi, đệ đọc thuộc lầu lầu rồi, mà thầy vẫn cứ bắt đệ đọc hoài. Hóa ra là vậy. Hoàng thí chủ, đệ có biết khi Nhất Thanh bái sư, sư phụ đã yêu cầu như thế nào không? Không biết. Thứ nhất, chỉ nghe được một mình sư phụ giảng kinh thuyết pháp. Tất cả những sư phụ, cư sĩ, đại đức khác giảng kinh thuyết pháp đều không được nghe. Nghiêm khắc như vậy sao? Thứ hai, dù là xem kinh Phật hay các thư tịch khác, nếu không được sư phụ đồng ý thì không được xem. Ở điều này cũng thật là khó khăn quá đi. Thứ ba, tất cả những gì trước đây đã học sư phụ đều không thừa nhận, tất cả đều phế bỏ. Từ ngày bái sư thì phải theo sư phụ học lại từ đầu. Nếu mà nói như vậy thì yêu cầu của đoàn tiên sinh không tính là gì cả. Thầy giáo làm như vậy là muốn học sinh một môn thâm nhập, giúp định tâm lại, như vậy mới có thể học tập được thành tựu. Quá ra là như vậy. Vậy để đệ quay về tiếp tục đọc hiếu kinh. A Di Đà Phật. Khổng Tử dạy rằng các vị thánh hiền cổ đại có phẩm đức cao thượng, đạo lý tinh yếu. Tông chỉ của đại học là ở chỗ hoàng dương phẩm đức quang minh chánh đại. Lại là các ngươi. Không phải ta đã nói rồi sao? Ta sẽ không chơi với các ngươi nữa đâu. Lần này chúng ta đến là muốn xin lỗi. Xin lỗi? Chúng ta đã cải tà quy chánh rồi. Lần này chúng ta đến là để học tập với cậu. Hai người cũng học tập sao? Đương nhiên rồi. Khi nãy chúng ta mới đọc chính là cuốn sách đại học trong tứ thư. Bạn có muốn xem thử không? Thầy giáo chỉ cho ta đọc hiếu kinh. Khi cậu đọc các cuốn sách khác cũng đâu có bỏ việc đọc hiếu kinh là được, thì không tính là không nghe lời thầy. Chuyện này cũng đúng. Lần trước bọn tôi làm hại cậu, lần này bọn tôi đem sách của Bách Gia Chư Tử đến tặng cho cậu. Hy vọng cậu có thể tha thứ cho bọn tôi. Nếu như hai người đã cải tà quy chánh, vậy thì chúng ta vẫn là bạn tốt. Thật tốt quá. Đại học Trung Dung, Luận Ngữ Mạnh Tử, Kinh Thi, Thượng Thư Lễ Ký, Kinh Dịch, Xuân Thu Lão Tử Trang Tử, đến Tôn Tử Binh Pháp cũng có. Thật là tốt quá đi. Từ hôm nay trở đi, việc học của mình sẽ trở nên phong phú đa dạng. Diệu Tổ, những ngày này con học hiếu kinh như thế nào rồi? Học sinh đã đọc thuộc rồi. Được, vậy đọc thử xem. Có một ngày kia Khổng Tử ở nhà, Tăng Tử cũng ngồi bên cạnh của ngài. Khổng Tử nói, học thi thời tập chi, bất diệt. À không đúng. Đợi một chút, những gì con học cái nãy ở đâu ra? Là ở trong Luận Ngữ. Di sư cho phép con đọc Luận Ngữ khi nào? Tiên sinh, Luận Ngữ cũng là kinh điển của Thánh Hiền mà. Tại sao thầy lại không cho phép con đọc? Con bái kiến ta làm thầy thì phải nghe lời của ta. Trong vòng một năm, ngoại trừ hiếu kinh thì không cho phép con đọc bất cứ sách nào khác. Tiên sinh, hiếu kinh đệ tử đọc thuộc lầu lầu rồi. Học sinh không muốn đọc hiếu kinh nữa. Con không nghe lời của di sư sao? Vậy thì từ nay về sau không cần đến đây học tập nữa. Cái gì? Đoàn tiên sinh không cho con đọc các sách vở khác à? Còn đuổi con ra khỏi sư môn nữa. Dạ thưa cha, dù con có nói thế nào đi nữa thì đoàn tiên sinh cũng không thay đổi ý định. Lão gia, đoàn tiên sinh làm như vậy hình như không được hợp tình hợp lý cho lắm. Thầy giáo như vậy chắc là cũng không có bao nhiêu khả năng.
Cha ơi, về sau con không cần theo đoàn thiên sinh học nữa được không? 10 ngày nữa trong huyện có một cuộc thi cho các đồng sinh. Cha đã báo danh cho con rồi. Mấy ngày nay con ở nhà tập trung học hành. Sau khi thi xong, cha sẽ mời một thầy giáo tốt hơn cho con. Con cảm ơn cha. Hiếu kinh là căn bản của đức hạnh. Không ngờ lại thi hiếu kinh. Trong hiếu kinh nói như thế nào đây? Diệu tổ, con tỉnh rồi. Cha, con... Con à, không cần nói gì nữa. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chuyện thi cử của con là cha không tốt. Đã để cho con áp lực quá lớn. Lần này thi không tốt không sao. Vẫn còn lần sau. Lão gia, ba cuốn sách này trước khi đi thi, thiếu gia bảo tiểu nhân mua. Diệu tổ, ba cuốn sách này là con nói quản gia mua. Con xem quản gia mua có đúng không? Con không cần sách nữa. Con không cần sách. Con sẽ không bao giờ đọc sách nữa. Chuyện này sao lại thành ra như vậy? Nhất Thanh sư phụ, Diệu tổ bây giờ nó không muốn đọc sách nữa. Những sách nó đọc trước đây đều quên hết sạch. Đến cả hiếu kinh mà nó thuộc nhất, nó cũng quên rồi. Chuyện này là thế nào đây? Trước tiên, ngài để cho Diệu tổ nghỉ ngơi 3 ngày. Không đọc bất cứ sách gì. Đợi khi cậu ấy tỉnh lại, Nhất Thanh sẽ đi tìm cậu ấy. Nhất Thanh sư phụ, tất cả nhờ vào cậu đó. Nhất Thanh sư phụ, Quỳnh muốn đưa đệ lên đỉnh núi làm gì vậy? Bây giờ đệ không muốn đọc sách. Vậy thì chúng ta làm chuyện khác vậy. Chuyện gì? Đào giếng à, đang yên lành tại sao phải đi đào giếng? Đào giếng có thể rèn luyện thân tâm. Chúng ta thi đấu một chút, xem ai có thể đào ra được mạch nước trước. Nếu như đệ đào được trước, thì có thưởng không? Để còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Khi đó Nhất Thanh đã làm trò áo thuật. Quên biến cục đá vào trong túi áo của đệ. Nếu như đệ đào được mạch nước trước, Nhất Thanh sẽ nói cho đệ biết làm sao để biến cục đá. Một lời đã định. Phía dưới nhất định không có mạch nước. Chỗ này cũng không đúng. Thử chỗ này xem. Nhất Thanh đã đào được mạch nước rồi. Để đào chăm chỉ hơn Huynh mà. Sao Huynh lại tìm thấy mạch nước trước? Là Huynh may mắn tìm được đúng chỗ thôi. A-di-đà Phật, Hoàng Thế Chủ, 3 chỗ để tìm thấy đều là đúng. Đều là đúng chỗ. Vậy tại sao đệ lại không thấy được mạch nước? Nhất Thanh sư phụ, chuyện này là thế nào? Bởi vì mạch nước thông với nhau. Nhìn thì có vẻ là đào những chỗ khác nhau. Nhưng mà đào tới đấy thì tìm thấy mạch nước tương đồng. Quá ra là như vậy. Học tập cũng như vậy. Khi trí huệ không có tăng trưởng, đọc càng nhiều thì phiền não càng lớn, càng dễ dàng để xuất hiện vấn đề. Nói như vậy thì đệ hiện nay không có muốn đọc sách, là vì trí huệ chưa tăng trưởng. Đọc quá nhiều sách còn làm cho bản thân phiền não, thi không được tốt, nên mới sinh ra tâm chán ghét đối với việc đọc sách. Đúng vậy. Nếu như thế thì chỉ bằng đọc cho thật hiểu một cuốn sách, tự nhiên sẽ hiểu được cảnh giới tâm của các vị thánh hiền. Đến lúc đó đọc những cuốn sách khác thì đều có thể thông hiểu được cảnh giới tâm của các vị thánh hiền là tương đồng. Cũng giống như mạch nước trên đỉnh núi này đều là tương thông với nhau. Đây cũng là đạo lý một môn thâm nhập trường kỳ quân tu mà Phật giáo chúng ta nói tới. Học Phật cũng là như vậy sao? Đương nhiên rồi. Phật giáo tu hành có 8 dạng 4.000 pháp môn. Nhưng dù là pháp môn nào đi nữa, học đến cuối cùng cũng là tương thông cả. Cho nên chỉ cần học hiểu thấu một pháp môn thì tự nhiên sẽ có thành tựu. Để hiểu rồi, đoàn tiên sinh bắt để học hiếu kinh 1 năm chính là đạo lý này. Tiên sinh, học sinh biết sai rồi, mong thầy nhận học sinh nhập môn thêm một lần nữa. Sau này học sinh nhất định sẽ nghe theo lời dạy bảo của thầy, học tập hiếu kinh đàng hoàng. Biết sai mà sửa thì không có việc thiện nào bằng. Diệu tổ, di sư tha thứ cho con. Đa tạ thầy, đa tạ Nhất Thanh sư phụ. A Di Đà Phật. Thiện tai, thiện tai.
Nam mô A Di Đà Phật.